Ok, hi, xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đã trở lại với channel của mình. Là ở đây. Và hôm nay mình lại chơi map những cái chết trong Minecraft. Yeah. Và lần này chỉ có 50 cái chết thôi mọi người ạ. Lần trước mình đã có chơi map 70 cái chết rồi đúng không? Và rất là nhiều cái chết thú vị luôn và được các bạn ủng hộ cho nên là mình lại tiếp tục chơi map này. Thì map này là map cũ mọi người ạ, ở phiên bản 1.8 khá là xa xưa rồi. Ở thời mình mới chơi Minecraft á mọi người là cái map này nó đã có rồi ấy. Bây giờ mình sẽ ấn bắt đầu nha. Let's go. Căn phòng này có tên là What? Là chết bằng cách nào? Mình có thể đập lock ở trong này. Hiểu căn phòng này mọi người. Chết bởi TNT. Đây, mình sẽ đặt TNT như vậy. Sau đó là kích hoạt. Mình mới vừa chết bên căn phòng kia mọi người. Level 2 có tên là Redstone. Nó y như là cái cách chết hôm bữa mình chơi luôn ha. Không khác gì luôn ấy. Mình tạo ra một cái máy bắn như lần trước nè, cái máy redstone vô hạn đúng không? Dạ, và mình đã tạo ra được cái redstone tự động rồi. Và sau đó, khoan, để một lock ở đây nữa. Và sau đó, để anh cao như vậy. Ui bắn liên tục luôn. Giờ mình đã qua căn phòng tiếp theo. Lần này chết bởi thuốc mọi người ạ. Đây, có bướu là hiểu luôn, chế tạo thuốc để chết đúng không? Và quan trọng là các bạn phải biết chế tạo thuốc độc nha. Các bạn mà không biết chế tạo thuốc độc là toang luôn á. Ủa mà chế tạo thuốc độc như nào mọi người? Đầu tiên là chúng ta cần mấy cái lọ trước. Mình sẽ chế tạo lọ thủy tinh. 3 lọ là được rồi. Sau đó là muỗng nước ở đây. Và bỏ vô chỗ này. Rồi mình sẽ bỏ bướu vô. Sau khi có thuốc vụn về thì chúng ta chỉ cần dùng mắt nhện đúng không? Và căn phòng nào cũng có cái bức tường đằng sau như vậy ha. Mình đã có thuốc độc rồi nè mọi người. Bây giờ mình sẽ khoan 45 giây đủ không ta? Mình nghĩ là đủ ấy. Mình sắp đi đời rồi mọi người ơi. Chỉ cần 45 giây thôi. Ấy không chết kìa. Ủa vậy là sát thương tức thì. Uncanovo chỉ có đói với là độc 5 mà không có chết được. Mình cần phải làm thuốc sát thương tức thì. Đầu tiên là chúng ta nung bướu lên nè. Mình có một lọ thuốc độc. Hiểu rồi. Bây giờ á, mình chỉ cần bỏ lọ thuốc độc này vô. Sau đó là bỏ mắt nhện lên men. Là xong rồi. Cái vòng này có vẻ hơi khó khăn đối với mình ha. Nói chung là thuốc độc nó không có ăn nhầm mọi người ạ. Phải có thuốc sát thương tức thì mới chấm dứt được cái trái tim cuối. Đây, thuốc gây sát thương tức thì. Mình đã qua vòng tiếp theo. Vòng này có tên là Anvil. Rồi, hiểu luôn. Dùng Anvil để đè chết. Ui, đau vậy. Ok, một lần nữa thôi. Đơn giản. Vòng này bắt mình nhảy xuống mọi người ạ. 50 cách chết đau đớn trong Minecraft. Vòng này mới nha. Vòng này có tên là Mining to Nether. Làm cách nào để vô Nether? Đơn giản. Có khoáng sản là được đúng không? Ở đây chúng ta có que với lại gỗ thì mình chế tạo cái cúp trước. Rồi sau đó mình sẽ mai đá khu vực này. Ok, sau khi có đá rồi thì mình sẽ chế tạo cây cúp bằng đá. Rồi mình sẽ mai than trước. Rồi sau đó qua mai sắt ha. Ok, có than rồi mình sẽ bỏ vô lò. Sau đó là mình sẽ mai sắt. Ôi nhớ cục sắt này ghê ấy. Đây là sắt phiên bản cũ nè mọi người. Mình khai thác thì nó sẽ ra cục quặng đúng không? Rồi bỏ cục quặng vô nung. Chứ nó không phải là cái cục sắt thô như thường ngày mình đi mai đâu mọi người ạ. Trong rương thì mình có sẵn một cái dụng cụ đánh lửa này. Bây giờ mai thêm kim cương là vô được ấy. Mà tại sao cho nhiều kim cương vậy ta? Cho 3 cục là được rồi. Bây giờ mình sẽ chế tạo một cây cúp kim cương. Cúp sắt. Bị liệu mọi người ạ. Ok, đào 3 viên là được rồi. Kim cương phiên bản cũ nè mọi người. Nhìn đẹp ha. Ngày xưa mê cái cục này lắm luôn á. Tại vì ngày xưa kim cương nó hiếm mọi người ạ. Để mai được một đống kim cương thì cực kỳ khó luôn. Bây giờ mình chỉ cần ghép cái cổng lại là được. Cái vòng này phải có tính kiên nhẫn mọi người ạ. Đào hắc nhuyễn thạch lâu quá. Ok, bây giờ mình sẽ đặt cái cục đá cuội ở đây. Rồi sau đó lắp 3 lóc hắc nhuyễn thạch lên. Bây giờ đào 3 cục nữa là mình có thể vô được rồi á mọi người. Ok, bây giờ mình chỉ cần đặt cục đá cuội ở đây. Rồi sau đó đặt 2 cục ở phía trên. Rồi một cục ở đây nữa. Là xong cái cổng, bật lửa lên. Chúng ta đã trở lại địa ngục phiên bản cũ. Lâu lắm rồi đúng không mọi người? Nhớ địa ngục ngày xưa ghê á. Lock Netherrack cũ nè. Rồi không có thấy Bitlin. Chỉ là một cái địa ngục trống rỗng thôi mọi người. Và u ám nữa, thật sự luôn á.
Wow, rất là trống luôn á mọi người. Không có cây, không có pitlin, không có mấy cái block khác luôn á. Địa ngục ngày xưa này. Rồi bây giờ mình sẽ nhảy xuống lava. Vòng tiếp theo NRP là bắt mình chơi chế độ bình yên hả? Ôi thôi khỏi luôn đi. Chế độ bình yên cái gì? Rồi, hai cục là chết rồi. Rồi ba cục ấy chứ. Tác giả bảo là phải chỉnh chế độ bình yên nhưng mà thôi, chết cho lẹ. Level 8 là bắt kho. Go back to normal mode là nó bắt mình trở lại chế độ bình thường. Nhưng mà hồi nãy mình đâu có chỉnh chế độ bình yên, đúng không? Cũng không cần. Cái vòng này là nhảy mọi người ạ. Càng cao càng tốt, đúng không? Ở phía trên có rương. Rồi, nhảy lên để lấy cái rương lava mọi người. Ê, lại chết bởi lava. Have fun. Oh, cái vòng này phải có tính kiên nhẫn các bạn à. Mình sẽ nhảy qua cái khu vực nào đó, thoát khỏi cái mạng nhện cực nhanh. Ồ, chắc là không có chỗ nào thoát khỏi cực nhanh mọi người à. Tôi thấy cái cách chết này nó đau đớn quá mọi người. Cái vòng này nó tra tấn tinh thần mình mọi người à. Trời ơi, biết khi nào mới xuống. Ê, cái mạng nhện này nó lâu cực kỳ luôn á. Bạn nào mà không có tính kiên nhẫn chắc là nghỉ tại đây luôn à. Ôi, mình đã thoát ra được rồi mọi người. Cố lên một chút nữa thôi. Rơi. Rơi, đó, cuối cùng cũng rơi mọi người à. Level tiếp theo còn rất là nhiều vòng nha mọi người. Còn 40 vòng nữa lận, mới có level 10 thôi á. Sau nước với lại là kính. À, ngập chết đúng không? Đơn giản. Lại phải đợi mọi người. Ngày xưa phiên bản 1.18 á, thì chết đuối cũng hơi bị nhiều á nha. Nếu mà không biết chế tạo thuốc thở dưới nước và đi tới thủy cung á, thì chết cực kỳ nhanh luôn mọi người. Level tiếp theo. Rồi, hiểu luôn. Thấy cái đường ray là hiểu mọi người. Mình sẽ chế tạo một cái xe mỏ. Rồi sau đó đặt ở đây. Ấn nút chạy ra. Ồ. Ê, sao nhích ra không được nữa? Cái xe mỏ nó đứng đây luôn rồi mọi người ạ. À, lại chết bởi The Void. Level 12, Chicky. Nghe nhạc chết hả? Tra tấn tinh thần hả? À, nghe nhạc để mở cửa rồi rơi xuống The Void. Không hiểu luôn. Ok, mình sẽ đặt cái hộp nhạc ở đây. Sau đó kích hoạt cái chỗ này đúng không? Trời ơi, cái bản nhạc đau đớn làm sao. À, level 13, Painting. Nghĩa là đằng sau bức tranh này có một cái cửa rơi xuống The Void. Ê, thiệt luôn. À không. Nữa, trời ơi, lại tơ nhện. Lại là The Void. Lại là tơ nhện. Cái gì vậy? Thời gian có hạn mà tác giả chơi cái kiểu này phải cua qua nha mọi người. Nếu mà không cua là ở phía dưới nó vẫn còn một cái tơ nhện nữa ấy. Là phải đợi tiếp ấy. Level tiếp theo. Ngựa. À, ngựa thì dễ rồi. Sinh ra con ngựa. Ủa, đùa thôi hả? Ủa, như vậy thì làm sao mình có thể. Ủa, quá lớn nhanh vậy. Hơi ẩu nha. Mình sinh ra con ngựa nhỏ mà cho nó ăn phát nó lớn luôn mọi người. Con này là con lừa chứ con ngựa gì. Và mình có cửa nó được đâu. Ơ, ủa bị lỗi à. Ê ê ê, cái vòng này hơi lú nha. Có một con lừa nhưng mà mình cửa không được mọi người. Trứng sinh ra ngựa mà sinh ra con lừa, không hiểu luôn. Đây mới là con ngựa này. Trời ơi, con lừa nó cửa không được. Phiên bản cũ thì cái trứng ngựa là cái trứng lừa luôn ấy mọi người. Chung một trứng luôn. Không ngờ mình xui tới mức sinh ra con lừa mà con lừa con ấy. Lớn lên cũng chả được cái gì luôn. Ôi, nhanh vậy. Ê, tôi nghe nói ở Việt Nam có khu vực tỉnh Bình Dương có rất nhiều điều kỳ thú. Ủa, tôi đang mơ hả ta? Các bạn thấy cái con gì bên kia không? Bảo sao mình cưỡi nó không được. Nó chỉ là một con lừa con thôi. Ờ mẹ, cái chân của nó. Đúng là con vật ngày xưa mọi người à. Nhìn nó tiếu vãi. Ngựa chân dài. À lộn, lừa chân dài. Ờ mình đang ở đâu đây? Mình phải leo lên hả? Chó sói. Uê, nhìn đáng sợ vậy. Lại là bị chó dí mọi người à. Vòng này là vòng chó dí. Ui. Đáng sợ quá. Lửa. Ờ chết bằng lửa thì dễ rồi. Nãy giờ chết cháy không nha. Ủa nó còn thù mình luôn kìa. Là tính ra mới spawn lại mới thù mình nhanh thiệt luôn á mọi người. Level 17, Melon Man.
Melon Man. Oh, Melon Man đây ạ. Tôi chưa kịp nói gì luôn á mọi người. Level 18 YouTuber. YouTuber. What? Là phải chọn YouTuber hả ta? Rap Diamond, Skyder Minecraft. Ôi toàn là mấy YouTuber Minecraft ngày xưa không à. Nhưng mà bây giờ người ta giải nghệ hết rồi mọi người à. Và mình sẽ chọn Skyder Minecraft, YouTuber mình yêu thích. Yeah. Ủa, ok thì khá là xui mọi người à. Cái map này nó bị lỗi rồi. Mình nghĩ là do lâu năm hay gì đó, tác giả chưa xử hay là một cái lỗi nhỏ gì đó mà mình không biết mọi người ơi. Là khi mình chết á, là nó sẽ sinh ra mình cái chỗ hồi nãy các bạn thấy, cái chỗ nước á, là mình cứ rơi hồi xuống chết không à. Mình không thể nào qua vòng tiếp theo được. Và bây giờ mình dịch chuyển lên cái vòng 20 nè. Mình chỉnh qua sáng tạo, mình bay lên ấy, mình tìm vòng. Nếu mà chơi vậy thì sẽ rất khó khăn đúng không? Khá là xui chơi được tới vòng 20 là bị lỗi rồi. Và ok thì nếu mà vòng này bị lỗi nữa thì mình sẽ nghỉ nha. Đây là cái vòng mà mình chết bởi xương rồng này. Đấy, cái xương rồng rất là to luôn. Và chắc chắn là bị lỗi rồi. Hồi nãy mình test với lại mấy cái vòng khác cũng vậy luôn. Là nó không thể nào hồi sinh qua cái vòng khác được mọi người ạ. Đây các bạn nhìn nha, mình chết đúng không? Hồi sinh. Đấy. Bị rơi, mình không hiểu luôn. Nó bảo là giường ở nhà bị mắc hoặc cản trở. Trong khi đó mình không có làm một cái gì luôn á mọi người. Không có bể, không có gì cái giường luôn. Nhưng mà nó bị lỗi ở cái vòng đó rồi mọi người. Cái vòng 16, 17 gì đó. Và nếu mà các bạn ủng hộ thì mình lại tiếp tục chơi map những cái chết thú vị cho mọi người xem ha. Bye bye. Hẹn các bạn vào video Minecraft lần sau.